Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Đám cưới Bảo Thy, cô dâu diện đầm xuất hiện như công chúa. Vào sáng ngày 15 tháng 11, Bảo Thy và Phan Lĩnh tổ chức lễ cưới tại nhà thờ. Nữ ca sĩ diện đầm cô dâu lộng lẫy xuất hiện trước cửa nhà. Sau đó cô nhanh chóng di chuyển lên xe để đến địa điểm làm lễ. Dàn vệ sĩ luôn kề cận bên cạnh hai nhân vật chính để đảm bảo an ninh. Lâu nay, Bảo Thy hoạt động trong showbiz nhưng chọn cuộc sống kín tiếng. Cô không công khai bạn trai cho đến ngày gần cưới. Chồng cô là bạn làm ăn lâu năm của anh trai Bảo Thy và có quan hệ thân thiết với gia đình cô. Bảo Thy được cầu hôn vào tháng 8 năm 2018 với chiếc nhẫn kim cương kích thước lớn trong chuyến du lịch nước ngoài cùng cả gia đình. Lúc ấy, nữ ca sĩ chia sẻ hình ảnh úp mở trên trang cá nhân với tâm trạng vui vẻ. Ông xã của Bảo Thy né ống kính phóng viên trong ngày trọng đại. Nữ ca sĩ 8X trước đó tâm sự chồng cô là người đàn ông chín chắn, đàng hoàng, sống nguyên tắc, được nhiều bạn bè và đối tác quý trọng. Những năm gần đây, Bảo Thy vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng không xuất hiện nhiều. Cô được biết đến với cuộc sống sang chảnh, ngập tràn hàng hiệu. Chồng cô là một người giàu có nức tiếng. Cô dâu bước xuống xe trong vòng vây của dàn vệ sĩ ngay khi đến lễ đường. Vào tối ngày 14 tháng 11, Bảo Thy chia sẻ trên trang cá nhân cô không thể ngừng khóc khi sửa soạn hành lý để về nhà chồng. Dưới bình luận của một người bạn, cô trả lời: "Mình nhìn ba đứa cháu là khóc, nhìn qua gia đình khóc to hơn." Trong tiệc cưới chính thức diễn ra vào ngày mai tại thành phố Hồ Chí Minh, Bảo Thy chỉ mời khoảng 5 người bạn cùng hoạt động nghệ thuật. Các nghệ sĩ đã xác nhận tham gia là Ngô Kiến Huy, Thúy Ngân, MC Quỳnh Chi, Vương Khang. Ngoài ra, Quang Vinh, Mia, Lan Khuê là những cái tên khác nhiều khả năng sẽ có mặt để chúc phúc cho nữ ca sĩ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.